Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam muốn được đưa ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Ngày 24 tháng 1, VOA tiếng Việt cho hay Việt Nam, Mỹ liệt vào diện kinh tế phi thị trường có hại cho quan hệ song phương. VOA dẫn một nguồn tin quốc tế, theo đó, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm 23 tháng 1 kêu gọi Washington chấm dứt việc gắn nhãn nền kinh tế phi thị trường đối với Hà Nội, cảnh báo rằng việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn. Hình ảnh bài trên VOA. Theo VOA, năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC nói họ sẽ xem xét lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam sau khi Hà Nội lập luận rằng Việt Nam cần được loại khỏi danh sách này do có những cải cách kinh tế trong những năm gần đây. Bị đưa vào danh sách kinh tế phi thị trường từ trước đến nay, Việt Nam liên tục bất lợi trong các vụ kiện chống bán phá giá của Mỹ. VOA cho biết, việc định danh nền kinh tế phi thị trường cũng được áp dụng đối với Trung Quốc, Nga và một số nước khác do có sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế của các nước này, cho phép Hoa Kỳ áp đặt thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia bị xác định như vậy, bằng cách dựa vào giá của nước thứ ba để so sánh. VOA cũng cho biết, theo luật của Hoa Kỳ, quá trình xem xét này bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 năm 2023 và phải được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức là vào khoảng giữa tháng 7 năm 2024. Hình ảnh Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Dũng. VOA dẫn phát biểu của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ. Ông nói, tất nhiên chúng tôi muốn Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách của Hoa Kỳ về các nước có nền kinh tế phi thị trường. Quý vị thử tưởng tượng xem, với những gì chúng ta đã làm, những gì chúng ta đang cố gắng, và hãy nhìn vào mối quan hệ giữa hai nước chúng ta mà xem, liệu có thể chấp nhận được không khi mà Việt Nam nằm trong số 12 nước đó, những nước tệ nhất thế giới ư? Như vậy là không thể chấp nhận được, Đại sứ Dũng nói. Vì vậy, tôi nghĩ nếu DOC từ chối thực hiện điều này, tôi nghĩ nó sẽ rất rất tệ cho cả hai nước. VOA nhắc lại việc Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm 2023. Cùng năm, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen chấm dứt việc gắn nhãn kinh tế phi thị trường này. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Đại sứ Dũng nói thêm rằng Việt Nam đang muốn kêu gọi thêm đầu tư từ Hoa Kỳ để nâng cấp cao hơn vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu và đáp ứng các cam kết về phát thải carbon. Chúng tôi muốn có thị trường thuận lợi và cởi mở hơn cho hàng hóa và dịch vụ của cả hai quốc gia. Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn sẽ có ít trường hợp bị điều tra hơn, ông Dũng nói. Ông Dũng cũng nói rằng Hà Nội hy vọng khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn dắt một ngày nào đó sẽ bao gồm cả việc tiếp cận thị trường, điều mà các nước châu Á đang mong có. Ông cũng cho hay Việt Nam muốn Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều hơn trong việc xử lý bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh Việt Nam. Ông nói, những gì chúng ta đã làm là tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn còn phải làm nhiều hơn nữa, chúng ta phải tăng tốc và chúng ta cần nhiều tiền hơn. Ông Dũng cho rằng có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng Mỹ đối với quan hệ đối tác Việt-Mỹ. Song, ông cũng nhìn nhận rằng sự nhiệt tình này có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy thuộc vào hoàn cảnh, những diễn biến của thời đại ở mỗi quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam muốn được đưa ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng bị trại giam kỷ luật. Ngày 23 tháng 1, AFA tiếng Việt loan tin trại giam kỷ luật tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng vì bị cho là xúc phạm nhân phẩm cán bộ. Theo đó, tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng, người đang thụ án tù 6 năm tại trại giam Gia Trung, bị kỷ luật không cho thăm gặp và nhận quà của gia đình trong một tháng, trong khi Tết Nguyên Đán đã cận kề. BBC cho biết hôm 3 tháng 1, gia đình gửi quà qua đường bưu điện cho ông Dũng, trong đó có bức ảnh đồ họa của tổ chức Việt Tân thông báo trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2023 cho nhà hoạt động nhân quyền Trương Văn Dũng.
BBC dẫn thông báo của đảng Việt Tân cho hay, giải thưởng này được thành lập từ năm 2018 nhằm nêu cao sự hy sinh và những hoạt động của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên BBC. Tuy nhiên, theo BBC, khoảng một tuần sau đó bưu kiện tới nơi, quản giáo trại giam kiểm tra và từ chối để cho ông Dũng nhận tấm hình này. Thì xảy ra tranh cãi, thông tin trên được bạn tù Lưu Văn Vịnh kể cho gia đình biết trong cuộc gọi điện thoại về nhà gần đây. BBC cho hay bà Nghiêm Thị Hợp, vợ của ông Dũng, đã thuật lại sự việc cho đài Á Châu Tự Do AFA như sau. Có cái ảnh trao giải nhân quyền, tôi in cái ảnh anh ấy được giải mang vào cho anh ấy để cho anh ấy phấn khởi. Cả cái ảnh khác, nó phía trại giam cho nhận, nhưng cái ảnh đó thì nó giữ lại, anh ấy phản đối, cãi nhau với nó. Nó còn định đánh anh ấy nữa cơ. Cãi nhau to, thế là nó mới kỷ luật. Bà Hợp bày tỏ sự buồn bã và lo lắng vì chồng mình bị kỷ luật, thiếu thốn niềm vui trong thời điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sắp đến. BBC dẫn thông báo của trại giam Gia Trung đề ngày 17 tháng 1. Theo đó, ông Dũng bị cảnh cáo vì đã có hành vi bị cho là có lời nói thiếu văn hóa, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, nhưng không cho biết ông đã nói những gì. Hình thức kỷ luật từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2024, ông Trương Văn Dũng bị cấm gặp thân nhân, nhận quà, nhận và gửi thư, liên lạc qua điện thoại và mua hàng từ căng tin của trại giam. Hình ảnh tấm pano giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2023 mà Việt Tân trao cho ông Trương Văn Dũng. Kể từ ngày 17 tháng 2, ông sẽ chỉ được gặp thân nhân 2 tháng một lần cho đến khi được trại giam công nhận là đã cải tạo tiến bộ, thông báo nói. BBC dẫn thông tư số 10 ban hành năm 2020 của Bộ Công an quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ, thì các loại sách báo, ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài, tôn giáo, tín ngưỡng chưa qua kiểm duyệt, tranh ảnh, phim, băng đĩa có nội dung mê tín dị đoan, phản động, đồi trụy, các loại bài lá, sách, báo, ấn phẩm, tài liệu, in, viết gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý giáo dục phạm nhân thuộc danh mục 11 đồ vật không được đưa vào các cơ sở giam giữ. BBC cho biết thêm, ông Trương Văn Dũng là một nhà hoạt động nhân quyền năng nổ. Ông từng tham gia trợ giúp cho thân nhân của những người hoạt động bị bắt giam, bên cạnh việc xuống đường biểu tình phản đối vi phạm nhân quyền, áp bức bất công và Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Ông nhiều lần cần biểu ngữ một mình ở nơi đông người qua lại tại Hà Nội. Vì các hoạt động của mình, ông Dũng bị bắt vào tháng 5 năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Một năm sau, ông bị kết án 6 năm tù giam. Ông mới bị chuyển từ trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam đến trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai trong tháng 10 năm ngoái. Việt Nam đã nằm trong danh sách vi phạm nhân quyền của các tổ chức theo dõi nhân quyền từ nhiều năm qua. Riêng năm 2023, tình hình đàn áp nhân quyền ở Việt Nam đang đi theo hướng tồi tệ hơn khi chính quyền cho bắt giữ cả những nhà hoạt động đã ngừng hoạt động nhiều năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng bị trại giam kỷ luật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.